Bạn hãy nhìn vào người đàn ông này, anh ta lẻn đi đến phía sau của con sư tử đang uống nước, thậm chí anh đang có ý định hù dọa để khiến con sư tử sợ hãi. Khi phát hiện ra người đàn ông điên rồ này, thật bất ngờ nó đã mất hết bản tính hung dữ. Và lần này dường như con sư tử đang muốn tấn công người đàn ông một cách chậm rãi, nên nhớ việc quay lưng lại với sư tử là rất nguy hiểm. Khoảnh khắc con sư tử chuẩn bị vồ đến, nó lại một lần nữa mất hết bản tính săn mồi. Những con sư tử này thực sự là những con sư tử hoang dã trong tự nhiên và có một mối quan hệ rất thân thiết với anh chàng này. Và lần chúng muốn tấn công anh ấy, nhưng đó chỉ là một trò đùa. Tại sao mối quan hệ này lại gần gũi như vậy? Tên của người đàn ông này là Dean Snyder, là một nhà bảo tồn động vật hoang dã. Anh đã đến Nam Phi và xây dựng một khu bảo tồn rộng đến 400 hecta. Mỗi con vật ở đây đều do một tay anh chăm sóc và tất cả chúng đều xem anh như người thân. Không chỉ có sư tử mà còn có cả hươu câu cổ cùng với nhiều loài động vật hoang dã khác, thậm chí là những con khỉ được giải cứu từ những tay buồn, để hy vọng rằng hành động của anh một phần nào đó lan tỏa được thông điệp bảo vệ động vật hoang dã và môi trường tự nhiên trong tương lai.